Chuyện phố thời bao cấp là chương trình âm nhạc lồng trong một câu chuyện kể về một gia đình tứ đại đồng đường sống ở phố cổ Hà Nội. Những vui buồn, mâu thuẫn và cả những hạnh phúc riêng tư phản ánh một phần đời sống của người Hà Nội những năm 80. Nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ, giới thiệu về chương trình. Mỗi con người một cá tính, một công việc và những sở thích khác nhau, mỗi thế hệ có những nhìn nhận về xã hội và cuộc sống khác nhau. Chính vì thế những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra là điều không tránh khỏi. Những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đó lại được hàn gắn bởi âm nhạc, bởi tất cả mọi người trong gia đình, trong con ngõ nhỏ đó có cùng tình yêu với âm nhạc và chính âm nhạc đã xóa nhòa những ranh giới mâu thuẫn trong xã hội. Sau tất cả, một đám cưới với hoa tươi, những nụ cười ấm áp trong không khí tưng bừng của âm nhạc với những điệu nhảy cuồng nhiệt của các bạn trẻ cho thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ, với Chuyện phố thời bao cấp, chúng tôi muốn kể lại câu chuyện đã cũ nhưng vẫn ấm áp trong ký ức của nhiều thế hệ. Câu chuyện này không đơn thuần là giải trí mà để người ta sống lại với những khát vọng và hoài niệm của một thời. Những tác phẩm âm nhạc trong chương trình đã được chúng tôi lựa chọn một cách thận trọng để làm sao cho cả những người từng nghe tìm lại được ký ức, những người mới nghe sẽ hiểu thêm về đời sống tinh thần của một thời. Thời bao cấp nhọc nhằn, mọi thứ mua bán, trao đổi đều được quy định bằng những tờ tem phiếu. Chiếc xe đạp đối với nhiều gia đình là tài sản lớn, chứ không chỉ là phương tiện đi lại và chuyên chở hàng hóa của người dân Hà Nội. Tàu điện lúc bấy giờ là phương tiện công cộng được sử dụng rộng rãi. Đâu đó tiếng giao hàng quen thuộc của những gánh hàng rong len lỏi khắp các ngóc ngách phố phường, và trong số đó không thể thiếu hình ảnh những gánh hàng hoa trên phố Hà Nội vào mỗi buổi chợ sớm. Đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Ekip sáng tạo Chuyện phố thời bao cấp, đạo diễn chương trình, nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết cho rằng, xuất phát từ tình yêu với Hà Nội, từ thời quá khứ đầy yêu thương, ekip đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện bằng âm nhạc. Khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện khó khăn thời bao cấp với những người trên thế hệ của chúng tôi, những người cùng thế hệ của chúng tôi và cả những người trẻ, chúng tôi nhận thấy sự đồng cảm, xúc động. Tôi rất muốn khán giả quay trở lại miền ký ức đẹp đẽ ấy để chúng ta cùng sống, chậm, lại, nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết nói. Đánh giá cao về chương trình này, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định, thời bao cấp ở Hà Nội với rất nhiều câu chuyện đẹp đẽ trong ký ức của mỗi người. Với vai trò, sứ mệnh của mình, âm nhạc sẽ dẫn dắt khán giả đến với những cảm xúc vỡ òa để chúng ta thêm trân trọng cuộc sống hôm nay. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và với thương hiệu của nhà hát Tuổi Trẻ, tôi tin rằng Chuyện phố thời bao cấp sẽ lấy được cảm tình của khán giả. Và tôi cũng hy vọng nhà hát Tuổi Trẻ không chỉ dừng lại ở chương trình này mà sẽ còn tiếp tục kể những câu chuyện khác về thời bao cấp bằng âm nhạc.